Đi bán bưởi mọi người, đi bán bưởi, đi bán bưởi. Đem hát lại luôn mà hát em đem rap luôn đó. Thế bảo sao bà ấy bán được rất nhiều ấy á. Mà em là bán được rất nhiều à. Đi bán nước đậu. Bán thân mấy vậy. Em vậy ai vậy? Không biết chữ đâu mà nó ra hay thiệt luôn. Không biết cái câu mà. Không cái tao lo tôi luôn nè. Cặp đôi nào thua về ưu tiên nhất là cặp đôi chiến thắng. Hôm đấy là mình tập bấy luôn á. Anh Henry là biết nấu phở nấu ấy luôn rồi đấy. Đang nấu hủ tiếu. Thế thì mới bán được nhiều hoa quả thế kia chứ. Em ơi chị giã cả họng ra ấy. Mới được có mấy trăm nghìn ấy. Tôi bán một ly cái gì chứa đóng lên. Tôi một ký tôi 50-70 nghìn. Anh em mình bán là bát phở. À nhầm, bán bát hủ tiếu được 100 nghìn. 100 nghìn đồng à. Mình có nhảy múa lắm. Nhảy mệt hát mệt luôn. Ôi trời ơi, dơ ghê chứ. Một cái được mấy trăm nghìn. Ok, cho ai đi ạ? Ok, cảm ơn em. Cảm ơn có 20 đồng. 20 đồng. Đẹp trai quá à? Chụp chất em gì đúng không? Ừ, đẹp trai mà, đẹp trai. 20 ngàn ạ. Đứng đây á, đứng đây á. 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 Đứng sáu ly luôn kìa trời. Không, nhưng mà hội này là bán được nhiều đấy. Đội của em là bán được nhiều đấy. Một ly 10 nghìn. Một ly bao nhiêu tiền? Một ly 10 nghìn. Mà cũng được tận 200 nghìn à, đúng không? Là giỏi đấy. Nhiều quá. Bán được mấy cái ly. Nhưng mà sao? Thì bán trái cây dễ hơn là bán hủ tiếu. Mình phải hát hò để hát hò để hát hò để hát hò. Không phải là mình đánh đồ ăn sáng nó mỏng là người dành trước rồi. Đúng rồi. Không ăn chứ không lại không phục. Đáng lẽ là mình bán hủ tiếu á. Không, nhưng mà bán tặng hoa quả ok mà. Bán hoa quả khó lắm mấy chị. Đó, tại vì không khó bán, khó lắm. Tại vì không khó bán. Phải nhờ kỹ năng của hai đứa tụi em nữa. Ủa nhưng mà thích nhờ ông đấy đi. Vui nhờ. Ừ, hay vui nhờ, đi bán cái trong nước vui nhờ. Thầy quá. Lúc mình bán nhìn chân thật quá. Thật sự là năng lượng của anh làm em cảm thấy rất là thoải mái luôn. Bỏ sao đi cười hoài. Tới giận cậu, tình bạn chúng ta này chấm dứt. Tôi quan tâm với lại giờ tôi quan tâm với cậu rõ ràng luôn. Đừng đổi mới ngày hôm qua hôm nay nhất tất nhiên là nhớ rồi. Đó thì nhớ. Chúng ta là anh em tôi. Vô lăng tình yêu. 19:30 chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ ngày 11 tháng 10. Đừng bỏ lỡ những tiết mục đặc sắc của Vô lăng tình yêu tại TikTok Madison Entertainment.